Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ giải mật mã Hamster Combat cũng như là à, mở thỉ Hamster Combat Và giải mật mã để nhận chìa khóa của ngày hôm nay đó là ngày 23 tháng 7 nha các bạn Rồi đầu tiên mình sẽ tiến hành à, giải mật mã hàng ngày để nhận một chiều sâu nha Thì mật mã ngày hôm nay của chúng ta đó là cái chữ bíp nha các bạn Rồi đầu tiên thì chúng ta bấm chữ B nha Chữ B thì các bạn đi chấm 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 nha Đi thả là chấm 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 là ba chấm liên tiếp nha các bạn rồi bây giờ chúng ta bấm chữ Y nha các bạn. Rồi chữ Y thì các bạn bấm hai chấm liên tiếp nha. Chấm chấm nè. Rồi và cuối cùng chúng ta bấm chữ B phở nha các bạn. Thì B phở các bạn bấm uh, chấm, đi đi chấm nha. Chấm nè, đi thả nè, đi thả nè, chấm nè. Rồi như vậy là mình đã giải mật mã thành công mình nhận một triệu sâu nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở thẻ kết hợp hàng ngày nha các bạn rồi đầu tiên thì các bạn bấm vào cái phần bi team nè các bạn mở cái thẻ hamster tubi này nha các bạn đây cái thẻ này nha các bạn mở cái thẻ này cho mình rồi tiếp theo là các bạn bấm vào cái phần Beso nè rồi tại đây thì các bạn mở cái thẻ file này nè này thì cái thẻ này của mình là lên tới 8 triệu nha cho nên hôm nay mình không mở nha còn bạn nào mà muốn mở thì mở nha rồi và cuối cùng thì à, à, cũng ở cái phần BI tìm luôn nha các bạn. Ngay cái mục mà thẻ của tôi nè, các bạn kéo xuống dưới, các bạn mở cái thẻ lon nha. Đây nha các bạn, các bạn mở cái thẻ lon này nè, đây, các bạn mở cái thẻ này nha. Thì cái thẻ này hôm nay tới 49 triệu mình cũng không mở cái thẻ này luôn nha các bạn. Ngày hôm nay giá cao quá cho nên mình không mở nha. Thì mình để ba cái hình cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cái video giải mật mã để mà nhận chìa khó cho các bạn xem nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.